Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình làm tiếp tục video này để hướng dẫn anh em khi mà đã dùng kẹp cáp cấp nguồn đấy để cấp nguồn cho wifi rồi, thì có nhiều anh em gọi điện đến hỏi mình là bây giờ khi mà em chẩn đoán lỗi những dòng xe mà có nguồn tại tác động lỗi thì không cần chiếc cáp cấp nguồn đó nữa thì em cấp nguồn cho wifi được. Vâng, nhưng mà những dòng xe mà bây giờ mà lại cần phải có cáp cấp nguồn mà cáp cấp nguồn thì đã dùng cấp điện cho wifi rồi thì em làm thế nào? Vâng, vậy thì có anh em thì cũng nghĩ ra cách ngay nhưng cũng nhiều anh em không nắm được, đã điện cho mình. Vâng, và từ khi mình lên video rồi thì mình chắc là cũng gọi, mình nghe cũng khoảng cỡ hơn 10 cuộc điện thoại gọi đến cho mình rồi. Vậy thì xử lý trường hợp này như thế nào thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em nhé. Vâng, và trước khi vào video thì mình cũng xin được cảm ơn anh Nghĩa. Vâng, anh đến từ thôn Cát Hải, xã Tân Hải, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vâng, anh Nghĩa thì ủng hộ mình một bộ máy Mosentap này, một bộ đồng hồ đo áp suất nén trong xi lanh và áp suất nhiên liệu, một máy tính bảng Tab S6 Lite của Samsung mình cài sẵn luôn cho anh, để anh về thì hoạt động thôi, anh không cần phải cài đặt gì nữa. Và anh cũng ủng hộ mình luôn hai bộ cáp kiểm tra IACV, ISC cũng như là kiểm tra CKP của xe đè ACG của Honda, Piaggio và Yamaha anh em ạ. Vâng, 5 bộ sách sơ đồ mạch điện, mạch lẻ in màu bóc tách là mình tặng anh Nghĩa. Và anh cũng ủng hộ mình thêm là một sách hệ về hệ thống khóa thông minh. Vâng, Smart Key. Vâng, vậy thì anh Nghĩa thì anh dùng bộ đồng hồ đo áp 2 trong 1 này thì anh em biết rồi. Bộ đồng hồ đo áp 2 trong 1 thì riêng phần đồng hồ anh em nhé. Đây, riêng phần đồng hồ là công ty Dituto nhập khẩu đồng hồ của Hàn Quốc nên chất lượng đồng hồ rất là tốt anh em ạ. Đây, tuyệt vời luôn. Cho thông tin rất là chính xác và bền bỉ trong nhiều năm. Đấy, có tem bảo hành của công ty. Đấy, đây là tem của nhà sản xuất đồng hồ anh em này. Đấy, nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng. Thì anh em mua bộ đồng hồ này là anh em dùng được cả hai chức năng luôn, vừa đo áp suất nén trong xi lanh, vừa đo áp suất nén của nhiên liệu, đồng hồ rất là tốt anh em nhé. Và tiện đây thì mình cũng thông tin là mình còn cung cấp bộ đồng hồ Kyujitsu, bộ đồng hồ đo điện của một thương hiệu đến từ Nhật Bản anh em ạ. Đấy, thì trong đồng hồ thì có bộ que đo đấy, còn đây là phần đồng hồ thì anh em chắc nắm được rồi. Đấy, thì mình cũng quay lại để anh em nào chưa xem đấy, bất chợt được xem được video này anh em nắm được là đồng hồ là hoàn toàn tự động anh em nhé. Đấy, nếu như anh em dùng những cái bộ đồng hồ khác ấy thì tất cả các thang đo là thiết kế là tròn hết xung quanh này. Đấy, và anh em đo điện đấy, ví dụ điện một chiều hoặc điện xoay chiều đấy, hoặc là điện trở, thì anh em cần phải chọn về các thang đo mà có trị giá đo là phải lớn hơn giá trị cần đo. Nhưng riêng chiếc đồng hồ Kyujitsu này là không cần. Anh em đo điện xoay chiều, anh em chỉ cần vặn về thang đo điện xoay chiều. Còn các giải điện áp là hoàn toàn tự động. Đấy, tương tự như vậy thì đo điện một chiều cũng như vậy. Và đo nấc điện trở cũng vậy nhé. Riêng nấc điện trở này là anh em đo được 3 chức năng. Một là đo điện trở. Đấy, anh em thay đổi bằng nút vàng này. Là anh em bấm vào đây là anh em đo thông mạch. Anh em bấm một lần nữa vào đây là đo diode nhé. Đấy, vậy thì anh em muốn reset thì anh em lại bấm vào đây, lại trở về thang đo điện trở. Đấy, muốn đo diode anh em lại bấm nút vàng này, nó hiện chiếc diode ở trên đây là anh em đo diode. Anh em bấm vào nút vàng này, hiện cái lằn cái sóng sóng đấy nhé, như giống giống cái loa đấy, thì là đo thông mạch nhá. Anh em chạm hai que đo vào nhau thì đồng hồ sẽ có tiếng kêu bíp. Đấy, và bên đây là các nấc milliampere và ampere. Đấy, anh em thợ xe máy chúng mình thì chỉ cần đo thế là đã đủ rồi. Đấy, vậy thì đồng hồ rất là dễ sử dụng anh em ạ. Đấy, đấy, trong bộ đồng hồ thì mình vừa mới nói đấy, thì có bộ que đo nguyên bản của đồng hồ luôn, là theo đồng hồ. Đấy, và một đôi pin theo đồng hồ luôn anh em nhé. Đấy, mình nói qua như vậy để anh em mà chưa nắm được thì anh em cũng nắm được. Vâng, vậy thì một lần nữa mình cũng xin chân thành cảm ơn anh Nghĩa. Vâng, anh đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ủng hộ mình bộ máy Mosentap V2.5 rất hiện đại như thế này. Vâng, và bây giờ thì mình cũng quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Là hôm qua thì video mới lên trước đó thì mình đã
thông tin cho nhiều anh em, là nhiều anh em đang sử dụng wifi, thế thì tại địa phương của anh em là bị mất điện, thì mình có bảo là trong bộ máy của mình thì có cái bộ cáp cấp nguồn này, thì anh em dùng cấp nguồn AQ đấy, và anh em rút cái cấp nguồn của wifi chỗ điện lưới ra nhé. Thực ra thì điện lưới anh em chạy thì cũng có bộ chuyển đổi nguồn đúng không ạ, hạ điện áp từ 220V xuống điện 12V thôi. Vậy thì anh em rút cái rác ra và anh em cắm cái này vào, anh em cấp nguồn AQ là xong nhé. Vậy thì sẽ xảy ra cái trường hợp là khi mà anh em dùng máy chẩn đoán lỗi mà những xe mà chỉ có dây ca lai thôi, không có nguồn tại tác lọc lỗi, thì anh em lại không có kẹp cấp nguồn, vậy thì anh em phải xử lý trường hợp đó như thế nào? Thì có nhiều anh em là nghĩ ra ngay đấy, nhưng mà cũng mình thấy cũng nhiều anh em là cũng chưa nghĩ ra. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm rất chi tiết để anh em nắm được nhé. Mình thực hành luôn trên chiếc xe để anh em nắm được là anh em dùng như thế nào mà không cần cái kẹp cấp nguồn này, đang sử dụng wifi dùng điện AQ rồi nhưng anh em vẫn sử dụng được máy đọc lỗi mà không cần cái bộ cấp nguồn này nhé. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ kết nối để anh em thấy đây nhé, là mình phải dùng như thế nào. Và như anh em đã biết thì ở trong bộ máy MotoSenTab của mình thì có một túi cáp như thế này. Đấy, thì trong túi cáp thì bao gồm các sợi cáp ngắn như thế này để anh em nạp phần mềm cho eSIM. Đấy, anh em làm mọi việc một chiếc eSIM để trên bàn anh em làm nhé. Mình cũng đã làm video trước, chắc anh em cũng xem nắm được rồi. Đấy, thì trong đây thì có những cái cầu chì dự phòng này, đấy, rồi các đầu ghim này, đấy, không may mà đầu ghim của anh em bị gãy thì có sẵn, cái công ty đã trang bị để anh em lắp vào nhé. Đấy, vậy thì trong đây có những cái sợi cáp ngắn như thế này, vậy thì anh em lợi dụng luôn những cái sợi cáp ngắn như này để anh em làm cái việc này cho mình nhé. Đây, anh em có thể dùng một cái cặp, đấy, anh em kết nối với cái sợi dây đỏ này. Anh em đã hình dung ra chưa? Đấy. Còn tùy theo mỗi anh em có thiết kế riêng thì anh em làm chắc chắn hơn là tùy. Nhưng mà đây mình hướng dẫn nhanh cho anh em để anh em nắm được nhé. Ngay trong bộ túi phụ kiện của mình đã có chân cắm rồi. Đấy, anh em chỉ sắm cho mình một đoạn dây. Anh em kẹp vào cái cặp này. Đây là dây dương anh em nhé. Đấy. Tiếp theo là anh em dùng một đoạn dây nữa. Đấy, anh em nối vào dây này cũng vào một cái cặp nữa. Vậy thì anh em đã có một bộ cặp cấp nguồn rồi đó. Vâng, vậy thì cấp nguồn như thế nào? Thì mình lại thông tin để anh em nắm được là trên bộ máy chẩn đoán lỗi của mình thì anh em nhìn thấy như thế này. Đây là mình hướng dẫn bộ cáp đa năng. Đấy, còn cái bộ cáp mà trước đây anh em, ngày trước anh em mua máy mà cáp rời, cáp lẻ đấy, thì anh em nhìn thấy ngay trên rác chuẩn đoán lỗi là có cái sợi dây màu đỏ và màu đen. Đây, cái sợi cáp ngày xưa đây. Thì mình cũng hướng dẫn những anh em mà còn sử dụng cáp cũ mà anh em chưa mua cáp đa năng thì anh em cũng nắm được luôn nhé. Đây là cáp ngày xưa, cái thời trước thì vẫn là cắm rác lẻ, đúng không ạ? Đấy, thì anh em biết đây là dây ca lai rồi, màu vàng. Rồi, đây là dây màu xanh này, dây C, mình không dùng đến. Thì trên máy chuẩn đoán lỗi, đấy thì trước đây anh em sẽ thấy cho mình đây là chính là dây dương của máy chẩn đoán lỗi, và dây màu đen này chính là dây mát của máy chẩn đoán lỗi. Vậy thì anh em chỉ cần câu hai cái dây này vào ắc quy trên xe, và dây ca lai này anh em cắm vào đúng mỗi cái rác đọc lỗi trên xe vào dây ca lai là anh em đã có nguồn rồi, mà anh em không cần phải nguồn bằng cái kẹp ắc quy. Đấy, vì kẹp ắc quy mình hướng dẫn anh em lúc mất điện đã dùng wifi rồi, đúng không ạ? Đây là với rác lẻ nhé. Còn anh em bây giờ thì đa phần là anh em mua rắc đa năng rồi, thì mình sẽ hướng dẫn anh em như thế này. Đấy, thì mình cũng nói luôn là anh em nào cần rắc đa năng như này thì giờ rất là tiện, đặc biệt là đọc lỗi những xe đời mới này, chân kim này, mà anh em mà không có thì thực ra là rất là khó, đúng không ạ? Đấy, cho nên anh em nào cần những bộ rắc đa năng này thì mình rất nhiều nhé. Anh em nào cần thì mình gửi cho là 500.000 một bộ cáp nhé. Vâng, vậy thì bây giờ anh em nhìn thấy là trên đây thì anh em sẽ không còn nhìn thấy hai cái dây màu đen và màu đỏ nữa. Đấy, vậy thì anh em nhìn cho mình luôn cái rắc của Yamaha, rắc đa năng này, thì anh em nhìn thấy cái gì? Dây màu đen này, dây màu đỏ này,
và đây là màu xanh xanh nhạt này. Đấy, vậy thì anh em phải hình dung tại sao mình hướng dẫn là cái rắc của Yamaha này thì anh em dễ nhận diện hơn, đúng không ạ? Còn rắc Honda nó cũng có thế thôi. Ví dụ Honda thì anh em thấy dây màu xanh là mát của máy chẩn đoán lỗi, dây màu đen sọc trắng là dương của máy chẩn đoán lỗi, và dây màu cam sọc trắng là dây Kala. Đấy, vậy thì bên trong bộ rắc này thì đều có nguồn cho máy chẩn đoán lỗi và dây Kala thôi. Đấy, tương tự như vậy. Vậy thì mình hướng dẫn ở trên cái rắc của Yamaha thì anh em nhìn nó dễ hơn, đúng không ạ? Đây, dây dương của máy chuẩn đoán lỗi chính là dây đỏ. Rồi, anh em cắm cho mình, đây, cắm cho mình cái kẹp dây đỏ vào đây. Anh em cứ cắm đúng chân cho mình là được nhá. Đấy, dây đỏ, anh em cắm vào dây đỏ cho mình. Đấy, anh em đã nhìn rõ chưa? Tiếp theo à, dây mát. Đây, dây mát của mình thì mình thiết kế cái cặp của dây màu xanh đây để cho đỡ nhầm. Thì mình cắm vào dây đen. Vậy thì đen này chính là mát của máy chẩn đoán lỗi. Rồi, vậy thì đây để mục đích là phục vụ những xe không có nguồn tại rắc chẩn đoán lỗi. Ví dụ như xe Jupiter FI, Silas FI, rồi dòng xe Piaggio, dòng xe SYM. Đấy, thì anh em có thể dùng này, rồi Novo FI. Đấy, thì chỉ có một dây Kala thôi, thì anh em phải cấp nguồn như này, đúng không ạ? Đấy, bởi vì kẹp cấp nguồn của mình đã dùng cho Wi-Fi rồi. Đấy, như mình hướng dẫn. Thì đấy, thì nhiều anh em là cứ hỏi bao giờ cái kẹp cấp nguồn đã dùng Wi-Fi rồi thì em lấy đâu ra kẹp cấp nguồn để em dùng kẹp cấp nguồn cho máy nữa. Vâng, bây giờ mình sẽ ra xe mình thực hành thực tế nhé. Vâng, vậy thì sau khi mình đã kết nối như thế này thì bây giờ anh em quay trở lại rắc đồng lỗi này, anh em nhìn này. Thì đây là mình hướng dẫn trên xe Honda thì có nguồn tại rắc độc lỗi rồi, anh em không phải làm. Thế nhưng mà đây mình ví dụ như là chiếc xe của Piaggio. Đấy, rồi xe Suzuki, đấy, SYM, đấy. Rồi Yamaha, những dòng xe không có nguồn tại rắc độc lỗi thì anh em chỉ cần đây. Đây chính là dây Kala ở trên rắc độc lỗi của mình. Đây. Bình thường anh em không dùng nhá, anh em không dùng thì anh em nên cài gọn nó vào đây cho mình để tránh bị chạm chập nhá. Còn khi anh em dùng thì anh em rút ra. Đấy, còn anh em cài đây nó gọn, đúng không? Anh em rút ra cho mình, đây là dây Kala này. Anh em tìm cho mình dây Kala của xe Suzuki này, SYM này, Piaggio này, Yamaha này, đúng không? Đấy, anh em ví dụ Yamaha thì anh em cắm luôn cái rắc cái này rồi, vào trên rắc rồi, trên xe là rắc đực. Đấy, còn Piaggio, SYM, Suzuki thì anh em dùng cho mình cái dây Kala màu vàng này. Đây. Anh em cắm cho mình đúng vào dây Kala. Vậy thì trên xe Honda thì dây Kala thường là dây cam sọc trắng, anh em cắm cho mình dây cam sọc trắng này. Anh em cắm vào dây cam sọc trắng này. Vậy thì đây chính là dây Kala. Đấy. Sau đó anh em cấp nguồn cho máy thì đây rồi. Bây giờ mình đã có một cái bộ cấp nguồn cho máy luôn, đúng không? Đấy, mát, anh em kẹp vào mát ắc quy. Dương. Và anh em nhìn trên máy chẩn đoán lỗi của mình là lúc này là nguồn cho máy chẩn đoán lỗi đã có. Đấy, vậy thì đây là mình cấp nguồn trực tiếp cho máy luôn. Đấy, vậy thì như thế này thì mình đã giảng giải như này thì chắc là nhiều anh em cũng đã nắm được rồi. Đấy, và có thể nói bây giờ anh em cũng đã vỡ lẽ ra là khi mà không có kẹp cấp nguồn anh em vẫn dùng bình thường nhé. Đấy, anh em chỉ cần làm đúng như mình như thế là anh em đã có bộ kẹp cấp nguồn. Mặc dù là kẹp cấp nguồn lúc bây giờ là anh em đang dùng cấp nguồn cho Wi-Fi khi địa phương của anh em bị mất điện. Đấy. Còn bây giờ anh em vào máy chẩn đoán thì bình thường thôi. Nhưng mà đây là mình cấp nguồn trực tiếp cho nên là anh em phải nhớ là bật khóa điện lên nhé. Đây, bật khóa điện lên này. Đấy, anh em bật khóa điện lên thì lúc này eSIM nó mới có nguồn. Anh em mới làm được, đúng không? Và bây giờ thì anh em vào bình thường. Ừ.
Moto ScanTab xin chào anh Nguyễn Đình Thiện, mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, và bây giờ thì anh em có thể là vào kết nối bình thường với xe. Yêu cầu lít 100. Rồi, anh em có thể xem thông số hiện hành luôn. Đấy, vậy thì anh em đã xem được thông số hiện hành bình thường rồi, đúng không ạ? Đấy. Vâng, vậy thì đến bây giờ anh em đã nắm được rồi. Và có thể nói là video này thì mình cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết để anh em nắm được nhé. Đấy, bởi vì hôm qua mình đã hướng dẫn rồi, thế nhưng anh em chỉ có thắc mắc một điều như vậy thôi. Thế còn có anh em lại bảo là hay là em lại phải mua bộ phát wifi khác thì không phải nhé. Anh em rút ngay cái dây nguồn ở đằng sau wifi anh em đang dùng ra. Đấy, vì điện lưới mất rồi mà. Đấy, thì anh em lại cắm cái kẹp cấp nguồn vào nhé. Xong em có nguồn AQ là anh em đã có hệ thống wifi, anh em hoạt động bình thường nhé. Đấy, vậy thì đến bây giờ anh em đã nắm được rồi chưa ạ? Đấy, thì mình cũng rất cảm ơn rất nhiều anh em cũng gọi điện đến là thông tin là từ trước đến nay thì em lại không nắm được như vậy. Đấy, nhờ có anh hướng dẫn video mới ra tối hôm qua thôi thì em đã nắm được. Và chắc là từ nay thì chắc là chỗ anh em mà có mất điện ấy thì anh em cũng chả bao giờ cần phải đợi điện lưới có, anh em mới có wifi để anh em hoạt động, đúng không ạ? Không những lúc anh em sửa xe máy có máy mua táp anh em mới dùng wifi, mà bình thường thôi. Đấy, nếu như mà anh em cần wifi thì cứ mất điện lưới là anh em dùng điện ắc quy, dùng kẹp cấp nguồn của máy mua táp, anh em cấp nguồn cho bộ wifi là anh em đã xem wifi hoạt động bình thường như có điện rồi. Đấy, vậy thì mình cũng xin cảm ơn rất nhiều cuộc điện thoại đấy, anh em gọi đến đã động viên mình. Vâng, mình xin chân thành cảm ơn. Mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.